Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự suy yếu nhanh chóng của khối không khí lạnh đã khiến cho thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc nước ta ấm lên rất nhanh. Ngày hôm nay trên toàn khu vực trời đã có nắng nhưng không còn cảm giác khô hanh mà thay vào đó là cảm giác ấm và ẩm lên rõ rệt. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía biển. Do vậy, về đêm và sáng trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao và hiện tượng sương mù vẫn còn xảy ra, đặc biệt là khu vực vùng núi cao và ven biển, khiến cho tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng tới việc di chuyển. Quý vị vẫn nên thận trọng để đảm bảo an toàn. Nền nhiệt độ trong đêm nay và sáng sớm mai tiếp tục tăng nhẹ, duy trì nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng và trung du khác, dao động trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ. Chỉ một số nơi ở vùng núi là dưới 15 độ và tiết trời chỉ còn rét nhẹ trong đêm nay. Sang ngày mai, thời tiết vẫn chủ đạo có nắng, đan xen với mây, mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai ở các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ, có nơi 29 độ. Riêng khu Tây Bắc có thể vượt ngưỡng 30 độ, trời ấm áp. Đáng lưu ý là từ đêm mai sang tới sáng ngày 19, không khí lạnh sẽ hoạt động trở lại. Thời tiết ở khu vực miền Bắc nước ta, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có thay đổi. Trời có mưa rào rải rác cùng với nền nhiệt ban đêm và ban ngày đều giảm. Trời sẽ chuyển rét ẩm từ ngày thứ năm tới. Lui xuống các tỉnh duyên hải miền Trung, trời chủ đạo là khô ráo, những cơn mưa rào nhẹ thoáng qua ở các tỉnh Trung Trung Bộ với lượng không đáng kể. Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời se lạnh về đêm và sáng, còn trưa chiều mai trời có nắng, mức nhiệt tăng lên vào khoảng 26 cho tới 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho tới Phú Yên, mức nhiệt cao nhất là từ 27 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào tới Bình Thuận, do thời gian nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn hẳn và ở mức từ 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa khô nên trời hầu như không có mưa. Trời rét nhẹ về đêm và sáng ở khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ, trời cũng mát mẻ với mức nhiệt đêm và sáng trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Sang ngày mai, trên cả hai khu vực trời đều có nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc Đồng Nai, Bình Phước và cả Tây Ninh, nhiệt độ có thể xấp xỉ 35 độ, trời khá nóng vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, phổ biến tạnh giáo, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tại đây có gió đông bắc đến đông với cường độ trung bình ở khoảng là cấp 4, cấp 5. Đáng chú ý là tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông duy trì. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc xoáy và gió mạnh, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là thời tiết Bắc Bộ còn tạnh giáo và ấm áp trong hết ngày mai. Sau đó, từ ngày 19 tháng 12, tức là thứ năm tuần này, không khí lạnh hoạt động trở lại sẽ gây mưa rào và giảm nhiệt cho khu vực. Thưa quý vị và bà con, miền Bắc vừa trải qua một đợt rét khô kéo dài, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi còn xảy ra rét đậm, rét hại và sương muối cũng như băng giá, khiến cho nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khó khăn. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là ở tỉnh Sơn La. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, thời tiết cực đoan đã làm thiệt hại gần 450 hectare cây hoa màu, gần 2.586 hectare cà phê, 194 hectare cây xoài, 189 hectare cây nhãn cùng với một số diện tích cây mít, chuối, na, bưởi và cây chè. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, nhất là tại những địa phương trồng nhiều cà phê, thực hiện ngay các giải pháp phòng chống rét và xử lý thiệt hại do sương muối, giá rét gây ra. Bà con cần chú ý phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành công tác khắc phục như sau. Đối với những diện tích cà phê ở vùng trồng ươm và trồng năm đầu tiên, phải thực hiện ngay các giải pháp phủ bạt, che ni lông hoặc là tụ gốc bằng cách dùng rơm, mùn để ủ vào gốc để giữ độ ẩm cho gốc cây. Nhân và sáng sớm thì nên tiến hành tưới nước cho cây hoặc là xử lý bằng cách hun khói bằng chấu để làm tan phần sương muối đọng lại trên lá cây. Tại những diện tích cà phê đang cho thu hoạch, bà con tranh thủ thu hoạch số cà phê hiện còn lại, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Còn đối với những cây cà phê đã bị hỏng và chết thì phải tiến hành cắt gốc để tái tạo lại cây bằng cách cắt vát gốc nghiêng 45 độ, cách mặt đất khoảng 15 cm,
sau đó bôi vôi, đảm bảo cho gốc còn nguyên vẹn, tụ ẩm cho gốc để cây nảy mầm, sinh trưởng và phát triển trở lại. Song song với các giải pháp trên thì các cơ quan chức năng cũng cần vận động các nông hộ tiến hành trồng xen canh các loại rau màu, vừa để tăng độ ẩm cho cây, vừa tạo ra nguồn thu nhập mới cho người dân. Hướng dẫn người dân bón phân để tăng hàm lượng chất cho gốc cây khỏe, chịu được thời tiết khắc nghiệt. Và thời tiết tại Bắc Bộ trong 24 giờ tới sẽ tạm thuận lợi cho hoạt động canh tác của bà con khi đêm nay và sáng mai mưa rất ít, cùng với tình trạng sương mù dày còn duy trì. Về trưa chiều trời nắng ấm, nhiệt độ toàn miền trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, có nơi vượt ngưỡng 30 độ. Đáng lưu ý, từ đêm mai sang ngày 19, khi một bộ phận khối khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống nước ta, thì thời tiết sẽ có những chuyển biến rõ rệt. Mưa dông xuất hiện rải rác và tập trung nhiều hơn ở vùng núi Đông Bắc. Cùng với đó, nền nhiệt giảm nhanh, cảm giác rét tăng hơn. Lui xuống Trung Bộ, ngày mai bà con toàn miền tiếp tục đón một ngày thời tiết đẹp khi mà nắng trải đều ở trên toàn miền. Nền nhiệt dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ ở phần phía Bắc đèo Hải Vân và từ 27 cho đến 30 độ tại Đà Nẵng trở vào tới Khánh Hòa. Phần Ninh Thuận, Bình Thuận có thể sẽ nhích hơn đôi chút. Đi xa hơn về phía Nam đất nước, đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, trời tiếp tục khô hanh. Ban ngày số giờ nắng kéo dài. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ ban trưa duy trì trong khoảng 26 đến 29 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ phổ biến ở mức nhiệt là 30 đến 33 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15 đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa chiều có nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ở phía Bắc không có mưa, còn phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, ở phía Nam có nơi cao hơn, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời se lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi cao hơn, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18 đến 21 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Riêng ở miền Đông Nam Bộ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 33 độ, miền Đông có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.